Đồ Quốc Đức Hiền kính chào quý khách. Hôm nay là mùng 2 tháng 6, bây giờ buổi chiều mùng 2 tháng 6 năm 2016. Và chúng tôi đang quay phía trước khu A, quên, khu B của chúng tôi. Và clip này chúng tôi trân trọng giới thiệu bộ cuốn thư câu đối, cuốn thư mẫu Long Hóa Mai Điểu và đôi câu đối Vắt Vải. Thì nội dung của cuốn thư là Đức Lưu Quang, có nghĩa là công đức của tổ tiên lưu truyền sáng mãi về sau. Và mọi cái đường nét thì được làm rất là trau chuốt cẩn thận. Nên chúng tôi quay từ từ để quý khách xem. Trước đây chúng tôi đã từng bán một cái bộ thương tự này về Thạch Thành, Thanh Hóa, rồi thì đi Đắk Lắk nữa. Nhưng mà càng ngày thì cái kỹ thuật làm từ kẽ lỗ từ các nơi đều hết sức cẩn thận. Và các cái chữ cũng rất là nét na. Dưới là nền gấm, hai bên là kiếm bút tượng trưng cho văn võ song toàn. Và ở bên này có cái cây mai diêm chỉ tượng trưng cho vinh hoa phú quý, vân vân. Những cái này tôi đã dừng giới thiệu rồi, bây giờ tôi cũng giới thiệu lại nữa để cho quý vị xem hình thức. Và sau này quý vị cứ nhắc đến là cái bộ của buổi chiều hôm mùng 2 tháng 6 là tôi sẽ nhớ ra. Và nội dung của đôi câu đối thì một bên là Hưng Gia Hữu Đạo Xuân Thường Tại, và bên kia là Thịnh Nghiệp Đa Phương Phúc Vinh Tồn. Ý nghĩa rất là hay. Và cái phần chi tiết hay như nào thì thường là khách hàng mua trực tiếp của chúng tôi sẽ, trong trường cần thiết chúng tôi sẽ giới thiệu thật là kỹ. Đây là bức thứ nhất, đây là bức thứ hai. Và cách đây có mấy hôm, cách đây chừng được 1-2 tuần, chúng tôi mới chuyển một cái bộ tương tự như thế này đi Đông Hương Thái Bình cho bác Oanh ở gần trường cấp 3 Mê Linh. Còn bộ này là bộ tiếp theo. Clip cũng đã giới thiệu tương đối rồi. Và chúng tôi ở nhà chúng tôi lúc nào cũng có cơ số chuẩn bị vài bộ để phục vụ cho khách hàng. Nhưng mà thường là mộc thôi, khi khách hàng yêu cầu lúc đấy mới dồn vào để sơn, để đánh bóng. Vừa nãy thì chúng tôi cũng mới bọc xong bức tranh vinh hoa phú quý để chuyển cho bác Linh ở phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Đức Hiền cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và trước khi dừng clip thì tôi lia máy quay sang bên khu A chúng tôi, 6 tầng nằm tại làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, với số điện thoại của kỹ sư Đức 0984 666 999. Còn trên chiếc xe tải nhỏ của tôi đây là những cái bộ ghế gụ trọn vân mới làm xong ở xưởng, đang chuẩn bị đưa vào trong cửa hàng. Đức Hiền cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những clip sau.